vitamin số 3 dành cho các bé từ 1 đến 2 tuổi được nhập khẩu từ Anh, với sự kết hợp độc đáo giữa prebiotic, vitamin và sắt, giúp bé có chế độ dinh dưỡng cân đối để bé và bạn có thể phát triển khỏe mạnh. Hàm lượng sắt cao hơn 4 lần so với sữa bò, giúp bé có lượng hồng cầu tăng cao, cùng với lượng vitamin C cao gấp 7 lần so với sữa bò, giúp bé dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng và sắt có trong sữa cũng như trong các thực phẩm khác. Sữa giúp bổ sung các vitamin D và DHA, giúp bé nhà bạn có hệ xương vững chắc, trí não phát triển để bé nhà bạn thông minh mau lớn. Sau đây tôi xin hướng dẫn các mẹ cách pha sữa Aptamin số 3. Để tiến hành pha sữa cho bé, các mẹ cần một hộp sữa Aptamin số 3, một bình pha sữa, một cốc pha sữa và một thìa pha sữa. Lưu ý trước khi pha sữa thì các mẹ nên rửa tay bằng nước sạch và tiêm chủng các dụng cụ pha sữa cho bé bằng cách ngâm qua nước nóng khoảng 70 độ từ 3 đến 5 phút, hoặc các mẹ có thể sử dụng các máy tiêm chủng bình sữa chuyên dụng. Khi về mỗi hộp sữa Aptamin số 3 sẽ là một thìa gạt sữa, tương đối mỗi thìa gạt sữa là 5g sữa, các mẹ nên pha với 30ml nước. Mỗi lần pha cho bé, các mẹ nên pha 5 thìa gạt, tương ứng với 150ml nước và cho bé uống 5 lần trên một ngày. Đối với nước về pha sữa cho bé, các mẹ nên đun sôi khoảng 5 phút, sau đó để nguội khoảng 40 độ C. Sau khi đã chuẩn bị xong đủ lượng nước cũng như lượng sữa cần thiết, các mẹ sẽ tiến hành đi vào pha sữa cho bé bằng cách cho đầy đủ sữa và nước vào trong dụng cụ pha sữa, sau đó quấy tan. Hoặc các mẹ có thể sử dụng bình pha sữa, sau đó lắc nhẹ. Và một điều lưu ý nữa là sau khi pha sữa xong thì các mẹ nên kiểm tra nhiệt độ của sữa bằng cách nhỏ 1 đến 2 giọt sữa vào cổ tay để kiểm tra nhiệt độ của sữa sao cho phù hợp với bé. Trên đây tôi đã hướng dẫn các mẹ cách pha sữa Aptamin số 3. Mọi chi tiết thắc mắc các mẹ có thể truy cập vào website kidlaga.vn hoặc gọi theo số hotline 1900 60 90 để được hỗ trợ tư